Ê chai anh, tao đố mày chứ, một ơi cộng hai ơi bằng mấy ơi? Ba ơi. Giỏi giỏi, con trai của ba giỏi thật. Ngày hôm sau. Ê Môn, tao đố mày nha, một ơi cộng hai ơi bằng mấy ơi? Hả? Mày đố cái quái gì vậy? Mày chém chó vừa thôi. Mày ngu quá, vậy mà cũng không biết một ơi cộng hai ơi bằng ba ơi. Ừ, vậy hả con trai? Ba đi con. Ta là đứa ngây thơ, trái tim ta mộng mơ, mọi người báo ta khờ, nhưng họ đâu có ngờ rằng ta chỉ giả vờ. Đàn ông sinh ra để đàn bà dựa dẫm. Dựa không được thì phải dẫm rồi. Còn đàn bà sinh ra để đàn ông nhờ giả. Nhờ không được thì phải giả rồi. Con gái sinh ra để con trai theo đuổi. Theo không được thì phải đuổi rồi. Thế còn phụ nữ sinh ra để đàn ông ăn hiếp. Ăn không được thì phải... Nhịn đi mày. Ôi ôi, Môn này nghiêm túc ghê ta. Bạn khen phụ nữ đẹp 1000 lần, họ đâu có tên. Mà bạn chê họ xấu 1 lần, họ nhớ mãi. Tao im lặng không có nghĩa là tao sai. Ha. Mà mày sẽ ăn bạc tai nếu còn nói tiếp. Mon hỏi Nô một câu, trả lời đúng, Mon cho Nô 50.000 ha. I don't need, tiếng Việt nghĩa là gì? Dễ ợt, tao không cần. Không cần thì thôi Mon cất.